10 Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983. Trong khi ta đang khảo sát các hiện tượng trong 50 ấm ma, có thể có 500 loại ấm ma hiện đến, thế nên các ông nên mở rộng cửa để mời nó đến quấy phá mình dù là ma nó cũng hỗ trợ cho công phu của mình trong chiều hướng nghịch nó sẽ khảo nghiệm xem thử trí nguyện ông có kiên định hay không nếu đạo tâm ông thật sự kiên cố thì dù có cả ngàn loại thiên ma cũng không thể nào làm cho ông sao động vạn loại thiên ma cũng không làm cho ông thối thất ông sẽ không còn sợ hãi điều gì hết vì ông không mong cầu điều gì cả nên có câu đáo vô cầu xứ tiện vô yêu nghĩa là tâm đạt đến chỗ không mong cầu thì chẳng còn phải lo ngại điều gì nữa cả do ông không mong cầu điều gì nữa nên ông không sợ hãi điều gì cả thông thường người ta sợ hãi điều gì một số người sợ ma vì những hình thù quái dị của nó họ biết rằng một số người hóa thành ma sau khi chết đi chẳng có ai sợ hãi các vị thần mặc dù có những vị như thần kim cang có hình thù rất dữ dằn. Khổng tử từng nói, kính quỷ thần nhi viễn chi. Các ông nên hết sức kính trọng quỷ thần, nhưng đừng tiếp cận với họ, các ông chẳng nên sợ hãi cả quỷ lẫn thần cũng chẳng nên sợ ma nó chỉ là một loại đến để khảo nghiệm ông trong công phu tu tập thôi Nếu ông sợ nó thì nó sẽ đến dù ông không mong mỏi bí quyết là ở chỗ không sợ Nếu ông không sợ thì ông là người chân tránh và ông có thể hàng phục tất cả ma quỷ đều sợ những người chân tránh Nếu ông được như vậy thì ma sẽ dần dần bị chinh phục và rồi sẽ khấu đầu đảnh lễ ông